Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lưu, sinh năm 1994, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn lừa chạy án cho các bị can đang bị điều tra xử lý về các hành vi pháp luật. Theo điều tra ban đầu, sau khi tìm hiểu mối quan hệ từ người thân của các bị can đang bị điều tra, Nguyễn Văn Lưu đã nổ với những người này là có mối quan hệ với các cơ quan chức năng, có thể chạy trọt xin giảm án. Tin vào lời nói của Lưu, một số người nhà của bị can đã đưa cho Lưu nhiều lần với số tiền 2,5 tỷ đồng để nhờ chạy giảm án hoặc xin được tài ngoại. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Lưu đã không thực hiện theo lời hứa mà đã chiếm đoạt để sử dụng tiêu xài cá nhân. Một số nạn nhân sau thời gian dài đưa tiền cho Lưu nhưng không có kết quả nên gặp Lưu để xin lấy lại tiền thì không được đồng ý nên đã trình báo với cơ quan chức năng. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra làm rõ. Khoảng 19 giờ 40 phút ngày 1 tháng 4, một đám cháy lớn xảy ra tại dãy nhà ven kênh, đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực cháy là bãi chứa vật liệu gỗ rộng gần 400m2 nằm ven kênh. Đám cháy bùng phát mạnh rồi lan nhanh sang nhiều căn nhà liền kề. Người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng không thành. Nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 8, đội KV1, PC07 và đội chữa cháy trên sông triển khai lực lượng, phương tiện dập lửa, hướng dẫn hàng chục người gần hiện trường vụ cháy ra khỏi nơi nguy hiểm. Đến 20 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn khoảng 320m2 bãi vật liệu gỗ cũ cùng hai căn nhà gần kề. Vụ cháy không có người bị nạn. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra. Trong 2 tháng, hơn 6 tấn vàng lậu đã được đưa trót lọt từ Campuchia vào Việt Nam bằng xe ba gác chở nước đá. Ba phụ nữ đứng đầu hưởng lợi lần lượt gần 2,5 tỷ, 3 tỷ và gần 14 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng chuyển cho Tòa án Nhân dân TP.HCM về việc truy tố các bị can Nguyễn Thị Minh Phụng sinh năm 1981 quê Bình Định, Nguyễn Thị Kim Phượng sinh năm 1985 quê Tây Ninh cùng 22 bị can khác về tội buôn lậu theo khoản 4, điều 188 Bộ Luật Hình sự 2015. Ngoài ra, chủ tiệm vàng Phúc Hằng ở Hà Nội và Hát Giang ở thành phố Hồ Chí Minh, bà Đặng Thị Thanh Hằng đã bỏ trốn, bị Bộ Công an phát lệnh truy nã. Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Nguyễn Thị Minh Phụng, 43 tuổi và Nguyễn Thị Kim Phượng, 39 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng tại Tây Ninh, thấy giá vàng trong nước cao hơn bên Campuchia nên lập hai đường dây độc lập lén đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Hai người này đã liên kết với Nguyễn Thị Ngọc Giàu, 44 tuổi, chị ruột Phượng, sống gần cửa khẩu Tràng Riệc, Tây Ninh, cùng nhiều người khác để lên kế hoạch vận chuyển. Giàu là cư dân biên giới, hộ khẩu thường trú ở khu vực biên giới đất liền, được phép qua lại cửa khẩu khi có nhu cầu sinh hoạt mà không bị buộc phải kiểm soát hải quan. Sau khi tham gia đường dây của Phụng và Phượng, Giàu nói con trai là Trần Thanh Thắng, 22 tuổi, chủ xưởng sản xuất nước đá buôn bán với một số người Campuchia, móc nối với nhóm người bên kia biên giới để mua vàng thỏi từ Phnom Penh đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Tràng Riệc. Mỗi buổi chiều, Phụng sẽ báo số lượng vàng cần lấy để Giàu đặt hàng nhóm này chuẩn bị. Đến sáng hôm sau, những người ở Campuchia sẽ giấu vàng vào khoang bí mật trên xe ba gác máy chở nước đá do người Campuchia điều khiển. Đi đến khu vực barrier số 1 cửa khẩu Tràng Riệc rồi thông báo cho Giàu để kêu Thắng ra lấy xe này về. Vàng sau đó sẽ được đưa lên nhiều ô tô chở đi giao cho đàn em của Phụng tại ấp Tân Phú, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Tiền thanh toán sẽ được Giàu tiếp tục giấu vào khoang bí mật của xe ba gác, phủ bạt và các bao tải đựng đá lên để Thắng chạy đến barrier số 1 giao cho nhóm người Campuchia. Theo thỏa thuận, mỗi thỏi vàng nặng 1 kg đưa từ Campuchia về Tây Ninh, Giàu được trả công 170 đô la Mỹ. Khi chuyển tiền của Phụng qua thanh toán, bà này được hưởng 2.500 đồng trên 100 đô la Mỹ. Bằng hình thức tương tự, Phượng cũng nhập lậu nhiều chuyến vàng. Vàng lậu sau khi được đưa từ Tây Ninh về thành phố Hồ Chí Minh sẽ được Phụng mang đến các căn nhà trên đường Hồng Bàng, quận 5, cư xá Lữ Gia, quận 11, xóm đất quận 8, chung cư Khang Phú, quận Tân Phú, cất giấu rồi bán lại cho các tiệm vàng. Bà này mua nhiều điện thoại, sử dụng các ứng dụng Telegram, Viber, Zalo để chỉ đạo các chân rết trong đường dây tiếp nhận quản lý giao vàng lậu cho khách hàng, ghi chép sổ sách. Cuối mỗi ngày, các chân rết phải báo cáo tình hình mua bán để Phụng cân đối đặt hàng bên Campuchia. Các khách hàng lớn của Phụng là chủ tiệm vàng Đặng Thị Thanh Hằng đang bị truy nã, Huỳnh Minh Khánh, tiệm vàng Khánh Kim Loan, quận 6, Nguyễn Thị Minh, tiệm vàng Kim Hiền, Bình Minh và một số cửa hàng mua lẻ khác.
Trong đó, riêng Hằng đã lấy khoảng 300 kg vàng trị giá gần 400 tỷ đồng để bán cho các tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh, hoặc giao em ruột Đặng Nam Trung, 53 tuổi, hoặc gửi tiếp viên hãng Vietnam Airlines đưa ra Hà Nội tiêu thụ. Ngày 28 tháng 9 năm 2022, sau thời gian theo dõi, Cục Cảnh sát Kinh tế C03 Bộ Công an đã bắt quả tang việc giao nhận vàng của băng nhóm này tại đường Hồng Lạc, phường 14, quận Tân Bình. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt hàng chục người, khám xét nhiều địa điểm liên quan tại tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, thu tổng cộng 76 thỏi vàng tương đương 76 kg, gần 3 triệu đô la Mỹ, 64.000 euro, 5.000 đô la Australia, 10 triệu won Hàn Quốc, 10 triệu yên Nhật, hơn 45 tỷ đồng và hàng loạt tang vật khác. Riêng Đặng Thị Thanh Hằng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cáo trạng xác định, trong hơn 2 tháng từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 28 tháng 9 năm 2022, đường dây này đã vận chuyển trót lọt hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam. Mỗi thỏi vàng trước khi bán sẽ được khò mất ký hiệu, che giấu nguồn gốc từ nước ngoài, trừ tiền công của những người tham gia, Phụng lãi 500.000 đồng. Tổng cộng Phụng hưởng lợi gần 2,5 tỷ đồng. Phượng 132.000 đô la Mỹ tương đương 3 tỷ đồng, còn Giàu được gần 14 tỷ đồng. Bộ Công an cũng xác định, ngoài giờ hành chính từ 17 giờ đến 7 giờ hôm sau, lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm gác trực đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Trong khung giờ này, người phương tiện hàng hóa không được qua lại cửa khẩu, trừ trường hợp bất khả kháng. Tuy nhiên, từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 28 tháng 9 năm 2022, trong khoảng thời gian từ 4 giờ 30 đến 5 giờ và 17 giờ đến 18 giờ, Thắng thường xuyên giao nhận xe có thùng hàng chở đá lạnh, mục đích vận chuyển vàng, đô la Mỹ lậu với người Campuchia tại khu vực barrier số 1 cửa khẩu Tràng Riệc. Vì vậy, cơ quan điều tra cho rằng 9 cán bộ biên phòng ở cửa khẩu này có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nên chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng làm rõ.